chi đâu con, nay đã lớn hơn rồi, cùng đi với bố nào, mình đi tận khắp đất trời. Xin chào các bạn, thì mình là Diệp Phúc đến từ Sparrow Entertainment. Thì như bạn đã biết thì bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái dịch bệnh nó rất là căng thẳng, thì bây giờ tụi mình cũng không ra được cái dự án gì hết, nên là bây giờ tụi mình đang rất là chán. Nên là ngày hôm nay mình quyết định là một cái vlog nhỏ nhỏ nấu ăn. Thì mình định sẽ làm món mì xào, nhưng mà mình cũng không biết làm sao, nhưng mà nói chung mình sẽ thử. Thì cái quan trọng của cái vlog này là làm cho vui, thì các bạn vui coi, không vui cũng coi mà cho vui lên. Rồi, cảm ơn các bạn, giờ đi thôi. Ok, và đó là cái vlog của ngày hôm nay. Thì mình thực sự mình cũng nấu ăn nó cũng không ngon, nhưng mà chủ yếu nấu cho vui là chính. Thì hy vọng là trong cái dịp dịch như vậy thì với cái vlog hôm nay thì các bạn sẽ có thêm sự kiên nhẫn để chờ đợi những sản phẩm mới của Sparrow Entertainment. Thì nếu như các bạn thấy cái vlog này hay thì đừng quên để lại một like, một subscribe cho Sparrow Entertainment để cho tụi mình có động lực để làm ra những video vlog chất lượng hơn nhé. Tạm biệt.